Rồi bây giờ thì mình đi thẳng. Mình nói chuyện với NPC này. NPC này sẽ cho mình một cái viên đá đá trắng. Nó giống như là cục phấn vậy đó, để mình viết ở dưới đất. Dùng nó giống như là mình đặt cái dấu symbol dưới đất vậy đó. Thì nhân vật này nó kêu mình là vô trong đó thì có một số cái nó có một số cái món đồ rất là hữu dụng. Rồi thằng này nó giống như là nó lừa mình vậy đó. Nhìn cái mặt nó kìa, nhìn cái động tác của nó là biết nó đang có gì giấu giếm mình rồi. Thực ra là nó cố tình nó lừa cho mình, nó lừa mình đi vào trong đó một cái bẫy. Thì sau khi mình thoát ra được cái bẫy đó rồi, nó sẽ xin lỗi mình và nó đền cho mình một cái viên đá. Đây là cái loại này, wise size sharp stone. Mình sẽ đặt cái viên đá này phía dưới giống như là một cái dấu summon vậy đó. Thì một số cái nhân player khác, người chơi khác, người ta đi ngang qua, người ta thấy dưới đất này có cái dấu như vậy, người ta sẽ summon mình lên và mình sẽ hỗ trợ người ta. Mày đợi đó, thằng này mình sẽ giết nó sau tại vì nó lừa mình. Sau khi gần như hoàn thành game thì mình giết. À, nó nhốt mình lại trong đây nè. Ý, cái thằng bắn cung này. Shit, cái kiếm bị hư rồi. Ở bên dưới góc màn hình bên trái thì mọi người thấy đó, như là cái khiên, biểu tượng cái khiên, cái kiếm. Thì bên dưới những cái biểu tượng đó, nó sẽ có một cái thanh màu đỏ. Thì cái thanh cái kiếm của mình hiện giờ nó đang gần hết rồi, có nghĩa là cái kiếm của mình sẽ không sử dụng được nữa. Nếu mình càng sử dụng thì cái kiếm nó sẽ hư luôn. Hư luôn thì mình sẽ bỏ tiền để mình sửa. Còn bây giờ nó chỉ gần hư thôi, thì mình sẽ để dành nó. Khi nào mình ngồi vô bonfire, cái kiếm nó sẽ tự khôi phục lại. Bây giờ mình sử dụng một cái loại vũ khí khác. Để xem. Vũ khí rất là nhiều, rất là nhiều. Có thể mình sử dụng cái thương chẳng hạn. Cái thương thì cái này. Cái này. Mình sử dụng cái này ha. Hôm nay nếu mà là người mới chơi thì mình nên cẩn thận. Đó, đi từ từ thôi. Ây, à, có người summon mình rồi nè. Hiện giờ đang có người summon mình. Bây giờ mình sẽ qua thế giới của người ta ha, để cho các bạn xem cái summon, mình được summon và khi summon thì như thế nào. Thì mình được thông báo rồi, bây giờ mình đợi. Mình không biết cái mạng của mình đang ổn định không. À, đi rồi. Đó, khi mà một cái player như mình chẳng hạn, mình sẽ summon được hai player khác, hai thôi ha. Và còn khi mà mình xâm nhập vô thế giới của người khác, mình giết người ta thì mình chỉ là xâm nhập vô, mình chỉ có một mình thôi. Và mình đặc biệt là mình sẽ không được bơm máu nếu như mình là invader. À, wow. Đó, cái người áo, cái tên màu trắng này là chủ. Nó là leader của cái thế giới này. Chào nó. Còn cái thằng màu vàng này thì nó giống như mình vậy đó, nó cũng là player khác, nó đặt cái dấu summon. Bây giờ mình vô trong đây là mình phụ. À, mọi người nên nhớ khi mà mình summon những cái player khác thì quái vật có nghĩa đồng nghĩa với quái vật nó cũng sẽ khỏe hơn, máu trâu hơn. Quái hay nó trâu nữa, nó đánh hơn, đuối hơn. Cái thương này đánh, thương đánh ở khu vực này không được. Mình sẽ đánh cái này đi. Rồi, đi lên trên.
đi coi thằng Phantom kia nó bị băng ra rồi, cái thằng màu trắng ở màu màu vàng á. Giờ chỉ còn mình với lại thằng này thôi. Ở thế giới của người khác á thì mình sẽ không thấy cái NPC, mình thấy NPC chỉ là một cái linh hồn thôi. Để cái đó là hạn chế những cái player khác. Oh shit. Có thể do cái mạng internet của mình không ổn định, tại vì giờ mình đang đau cái game Lord of the Fallen. Nên nên mạng nó hơi chậm, có thể là cài giật vậy đó. Thôi mình sẽ cho online sau. Vì hiện giờ mình cứ cho cái PS4 của mình đào cái Lord of the Fallen. À, bắn cung. Cái này là cái gọi là cái Twin Play, nó có dòng, nó là thuộc về cái dòng Twin Play, nó sẽ đánh đánh nó xoáy, thì nó biết tả sao nó đánh như vậy, nó xoáy. Khu vực này đã xong, bây giờ mình quay về đây Well, nói chuyện với I thằng see you managed này. to escape. I hope that brave warrior didn't come a cropper. Be careful out there. There's talk of unsavory bandits who prey Nói upon travelers. Bởi vì nó hối hận vậy đó. Nó nhắc mình là cẩn thận ở ngoài kia rồi này nọ. It allows undead to call out Nó lúc này nó sẽ cho mình cái luck. viên đá trắng để mình đặt summon. Nhưng mà giờ mình có rồi nên mình sẽ chẳng Be nhận được gì careful. nữa. Như đây. Một cái mèo. Đừng có đánh liền. Dụ dụ những cái tên này. Nó ném cái bom xuống. Hoặc là mình không nhớ là có gì này nha. Chết tiệt. Oh man. Thằng này nó mạnh lắm, thằng màu đỏ. Mình sẽ ra đây. Mình sẽ tính sổ nó sau. Bơm máu rồi đã. Rồi, mình đổi cái vũ khí. Có một cái vũ khí rất là lợi hại. Nếu mà mình sử dụng cặp vũ khí với nhau thì nó rất là mạnh. Mình sẽ sử dụng cặp roi. Roi ở đây. Roi thì thường mình thấy mặc cái bộ bộ giáp này nó ngầu hơn. Đổi cái giáp chân luôn. Rồi. Giờ xuống thanh toán đó nè. Húp chưa? Húp lưỡi cái roi. Rồi giờ mình đang có hai cái roi, roi điện và roi lửa. Giữ nút tam giác thì nhân vật mình nó sẽ được cầm, nó đánh một lúc hai vũ khí luôn. Ồ, 900. Quá ngon. Một cái này nè. Chết. Cái roi này nó rất là mạnh nhưng mà bù lại nó rất là mau hư. Mình sẽ có một cái số cái item để làm cho cái mình sửa rồi mình fix lại. Mình sẽ hướng dẫn các bạn sau. Bây giờ mình bắn vô con này cũng không có xi nhê gì hết, mình dùng cung, mình dùng tên lửa ha. Mình bắn vô những cái thùng thùng thuốc nổ này. Lên 400. Quá ngon, giết những cái thằng này luôn đi. Cái thằng này nó phiền lắm. Chưa chết. Rồi xong. Khu vực này thì là tôi sẽ hướng dẫn luôn. Giết nó. Ở đây có cái thang để lên trên, tí mình lên sau. Cái chỗ này mình sẽ quay về sau ha. Sau này mình sẽ quay về. Hiện giờ thì mình sẽ chưa có vô được. Ở đây là một cái con người khổng lồ. Nó đã bị chết lâu lắm rồi. Sau này mình sẽ vô về ký ức của nó. Mình sẽ đi vô ký ức của nó. Đi lên trên đây.
chỗ này đó, nhưng mà mình ra đây mình lấy đồ. Đó là cái crossbow. Ở đây có một món đồ mà da nó cũng chả đáng giá gì, không có qua được nữa. Ấy ấy ấy, ở đây là một bộ đồ thì phải, cho mình biết là một bộ đồ. Mình làm thử nha. À, cái nón và cái vũ khí. Cái nón và vũ khí thật ra thì biết có rồi, với lại biết không muốn cái kho của mình nó chứa quá nhiều đồ đi. Nhưng thôi, mình sẽ loại cái món đồ ra sau. À, mình quay lại đây, cái con này hồi này mình chưa xử lý xong, giết nó luôn. Oh shit, delay delay. Mất một tay thôi, mình đủ chết rồi. Máu của mình còn khoảng 8 bình, mình sử dụng một bình nữa. Đi lên trên cầu thang này có một cái item. Cánh cửa này hiện giờ chưa có mở được nha, nên bỏ qua nó. Giết những tên lính trước. Thôi, nó đánh mình trước. Rồi chạy cuối phòng này. À, cái thằng lính này cẩn thận đó. Nó đợi mình ăn cái chỗ này nè. Nó đứng sau lưng mình, nó đánh mình. Ở trên đây là có một cái cây Harbor. Thật ra thì mình không có lượm đâu, nhưng mà đây nó là cây Harbor. Mình sẽ cầm lại cho các bạn coi, chứ mình không muốn lượm cái cây này lắm. Đấy. Ích. Chết. Đó. Nó là một cái bẫy. Mình đi quanh quanh mình không thấy ở đâu hết á. Khi mình loay hoay mình lượm đồ rồi mình set up cái item của mình thì bọn nó sẽ sau lưng mình. Chả biết nó đứng ở đâu nữa. Thằng khốn nạn lính bực mình quá. Rồi mình sẽ đi nhanh. Mình sẽ đi nhanh. Gắn ring vô. Nhanh ha, bỏ qua những tên lính. Đôi khi bỏ qua như vậy nó rất là nguy hiểm. Tấn công. Xử lý nhanh, xử lý nhanh. Còn không là thằng kia nó dí sau lưng mình là chết. Đấy. Rồi, xong, xử lý. Đó, cái cây hộp rồi. Giờ cầm cho các bạn coi. Cái đó nếu mà mới chơi thì sử dụng cũng rất là ok. Mình có thể dùng khiên, giơ khiên lên mà đâm nó. Quái nó đánh không được mình mà mình có thể tấn công được nó nữa. Còn khi cầm hai tay thì đánh như vậy. Cái này đánh cũng rất là tốt, MB cũng thích, nhưng mà có nhiều vũ khí tốt hơn rồi. MB sẽ sử dụng cặp roi. Cặp roi thì mình thấy là tốt nhất rồi. Thì cái kho vật dụng của nó rất là nhiều. Mình chơi tới đâu thì mình sẽ hướng dẫn mọi người tới đó, tại vì nó nhiều quá. Ở đây có một con Liz. Cái con này thì nếu như mọi người không giết nó thì nó sẽ chạy mất. Nhưng mà nếu giết được nó thì nó sẽ drop ra những cái viên đá để mình upgrade vũ khí. À, đây có một cái item này. Khiên. Rồi, khu vực này đã xong. Mình qua đây. Cánh cửa này thì nó bị lock từ phía bên đây, nên hồi nãy mình có qua cánh cửa này mà nó báo là lock outside rồi. Another side. Rồi, đó, nếu như mình leo ở trên, mình leo lên trên đây.